Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay chủ nhật ngày 12 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin chuyện đấu đá quyền lực và cái chết của ông Phùng Quảng Thành. Vào ngày 11 tháng 9, các báo nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa tin ông Phùng Quang Thanh đã từ trần, kết thúc một cuộc đời binh nghiệp nhiều tai tiếng. So với Phan Văn Giang và Ngô Xuân Lịch thì ông Phùng Quang Thanh dữ dội hơn rất nhiều. Ông Thanh nắm chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong lúc chính trường Việt Nam đầy sóng gió. Các thế lực lớn tranh quyền đoạt vị đã ra tay tàn khốc với nhau. Cuộc đấu giữa Nguyễn Tân Dũng và Nguyễn Phú Trọng đã đưa đến những cái chết và nhiều căn bệnh bí ẩn. Ông Phạm Quý Ngọ, rồi Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang đều đã phải bỏ mạng. Ông Đinh Thế Huynh, ông Phùng Quang Thanh lại dính bệnh lạ. Tất cả đều là bí ẩn. Có người cho rằng những quan chức cấp cao bị chết hoặc bị bệnh ấy là ngẫu nhiên chứ không phải sự can thiệp của bàn tay đối thủ chính trị. Nhưng thực ra thì chuyện đấu đá cung đình có ai vạch áo cho người xem lưng bao giờ? Theo luật của nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam thì sức khỏe của lãnh đạo là bí mật nhà nước. Mà đã là bí mật thì không ai có được những tin tức từ báo chí chính thống, mà những tin tức loại này chỉ có thể tồn tại ở dạng tin tức vỉa hè, tin tức thảo luận, bàn luận mà thôi. Cách đây 6 năm, ông Phùng Quang Thanh vắng mặt rất lâu trên chính trường. Giữa lúc nhiều cái chết bí ẩn xảy ra, người ta đều đồn đoán về trường hợp bị ám sát bằng thuốc độc và được nhiều điều trị tại Pháp. Cũng lại đời đồn, nửa hư nửa thật. Tuy nhiên sau đó, khi ông Phùng Quang Thanh xuất hiện trở về Việt Nam thì sự việc đúng như vậy, ông Phùng Quang Thanh được chữa trị tại Pháp. Còn nguyên nhân bị bệnh thì báo chí nhà nước không được tiết lộ, vì nó thuộc loại bí mật quốc gia. Đây là hình ảnh ông Phùng Quang Thanh bị ngã bệnh đang trong lúc các bên đấu đá nhau chí tử để giành quyền lực là những căn bệnh rất bất thường. Tuy nhiên để khẳng định được ông Phùng Quang Thanh bị bệnh do đầu độc nhưng cũng có thể suy luận ra được bằng cách đặt câu hỏi rằng tại sao nhà nước có ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe lãnh đạo mà ông Phùng Quang Thanh không những không chữa trị tại đây mà lại chọn biện pháp sang tận Pháp để chữa. Phải chăng ông sợ bị các cơ quan chăm sóc sức khỏe của Trung ương có người cài vào và sẽ ra tay ám hại ông? Hỏi cũng là câu trả lời, việc sang Pháp chữa trị đã nói lên điều đó. 6 năm sau, ngày bệnh nặng, câu chuyện về tướng Phùng Quang Thanh xem ra vẫn còn sống động và trở về nguyên vẹn. Tiếp tục công việc cách đây 6 năm được xem là cú thoát hiểm, ngoạn mục. Liệu rằng lúc đó ông Phùng Quang Thanh được chữa trị tại Bệnh viện Quân y 108 thì ông có được chữa khỏi hay không? Mặc dù bệnh viện này hiện là bậc nhất của Việt Nam và có nhiều bác sĩ thuộc loại giỏi nhất, ngay cả ông Nguyễn Phú Trọng cũng chọn bệnh viện này để chữa thì không có lý gì ông Phùng Quang Thanh lại né cả. Trừ khi là có vấn đề trong đấu đá chính trị nội bộ và ông lo cho tính mạng của mình có thể bị ám hại bất ngờ tại bệnh viện 108. Ông Phùng Quang Thanh sau khi chữa bệnh ở Pháp về, ông ấy đã bị mất hết quyền lực và 6 năm nay ông ở nhà dưỡng bệnh và sống im lặng. Vào ngày 11 tháng 9, ông Phùng Quang Thanh đã phải từ trần, có lẽ là vì bệnh. Ông Phùng Quang Thanh cấp hàm đại tướng, là cấp hàm cao nhất trong quân đội nhân dân Việt Nam. Ông từng là ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Người ta nói, so với ông Ngô Xuân Lịch hay ông Phan Văn Giang hiện nay, thì ông Phùng Quang Thanh có nhiều tham vọng chính trị hơn. Cũng theo tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đại tướng Phùng Quang Thanh sinh năm 1949, nguyên là ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa và gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do bệnh nặng, sức yếu đã từ trần vào hồi 3 giờ 45 phút vào ngày 11 tháng 9 tại nhà riêng số 10, ngõ 9, đường Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Đây là hình ảnh tin ông Phùng Quang Thanh từ trần. Ông Phùng Quang Thanh sinh ngày 22 tháng 2 năm 1949 tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 9, 10, 11, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 10, 11 và đại biểu Quốc hội khóa 11, 12 và 13. Ông được trao quân hàm Đại tướng vào tháng 7 năm 2007. Ông Phùng Quang Thanh là tướng đi lên từ vị trí Tổng Tham mưu trưởng, được xem là tướng võ nhưng không có cái dũng của người võ tướng. Tại đại hội lần thứ 10 vào năm 2006, ông Thanh được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị và phân công làm Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông Phùng Quang Thanh làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
cùng lúc đó ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng. Ông cũng làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nhiệm kỳ. Tại đại hội lần thứ 11 năm 2011, ông Phùng Quốc Thanh tiếp tục được ở lại Bộ Chính trị giữ chức Phó Bí thư Quân ủy Trung ương và tất nhiên ông tiếp tục làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Làm được hai nhiệm kỳ chứng tỏ thế lực của ông Phùng Quốc Thanh rất mạnh. Tham vọng của ông Phùng Quốc Thanh không chỉ là chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mà còn là một chức trong tứ trụ. Tại đại hội đảng lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ở đây là cuộc đấu đá khốc liệt giữa các phe cánh để giành quyền lực. Lúc đó thế lực Nguyễn Phú Trọng quá mạnh đã chiến thắng thế lực Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên thực tế là trong Bộ Chính trị khóa 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam không những có hai thế lực mà có ít nhất là ba thế lực. Trong đó ông Phùng Quốc Thanh đứng đầu một thế lực muốn tìm kiếm một vị trí tứ trụ. Đây là hình ảnh ông Phùng Quốc Thanh và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Lúc đó Chủ tịch Quân ủy Trung ương là ông Nguyễn Phú Trọng, còn Phùng Quốc Thanh chỉ là Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương nên rất khó để ông Thanh thoát ra khỏi móng vuốt của ông Nguyễn Phú Trọng. Và tất nhiên ông Trọng không muốn Phùng Quốc Thanh vào tứ trụ, vì với mối quan hệ quen biết trong Bộ Quốc phòng, e rằng khi vào tứ trụ, ông Phùng Quốc Thanh sẽ lại lấn lướt ông Nguyễn Phú Trọng. Đường lối chính trị của Phùng Quốc Thanh khá giống với Nguyễn Phú Trọng, mà giống đường lối Nguyễn Phú Trọng thì có nghi cơ ông Thanh sẽ lại tiếm ngôi ông Trọng. Đó là lý do mà ông Nguyễn Phú Trọng không những dẹp Nguyễn Tấn Dũng mà còn muốn dẹp luôn cả Phùng Quốc Thanh. Ông Bộ trưởng Quốc phòng ngả về Trung Quốc, đây là thông tin mà dường như mạng và xã hội và dư luận đã đặt ra. Vào năm 2014, ông Phùng Quốc Thanh nói rằng xu thế ghét Trung Quốc nguy hiểm cho dân tộc. Ông Phùng Quốc Thanh khi đó phát biểu như vậy tại hội nghị của chính phủ với các địa phương triển khai nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước vào năm 2015, vào ngày 29 tháng 12. Ông nói tiếp, ta với Trung Quốc, hai nước láng giềng còn va chạm, còn mâu thuẫn trên biển. Thế nào lúc này, lúc kia sẽ có va chạm, có mâu thuẫn, bất đồng. Nên lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương khi gặp tình hình như vậy thì hết sức bình tĩnh, tin tưởng tuyệt đối vào Bộ Chính trị, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Nếu chúng ta không vững vàng thì rất dễ bị phân hóa. Ông Thành đã nói như vậy. Trong mối quan hệ với Trung Quốc, ông Phùng Quốc Thanh hay dùng cụm từ dĩ bất biến, ứng vạn biến để bào chữa cho ý đồ thân Trung Quốc của ông. Không ai chấp nhận tư tưởng thủ hàng của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến như vậy. Ông Phùng Quốc Thanh cũng cho rằng láng giềng là bất biến, không thay đổi được nên phải chung sống hòa bình, lâu dài, hợp tác với nhau đôi bên cùng có lợi. Chúng ta tăng cường hợp tác để hạn chế mặt phải đấu tranh, nhưng đấu tranh cũng để hợp tác, đấu tranh không thể để đổ vỡ, xung đột. Đây là tiếp tục những hình ảnh mà ông Phùng Quốc Thanh và phía Trung Quốc. Trung Quốc luôn muốn bắn giết ngư dân Việt Nam, nhưng với tư cách là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Thanh cho biết, khi tàu Trung Quốc gặp nạn, chúng ta cứu và đối xử rất nhân đạo, chúng ta làm rất đàng hoàng, chăm sóc đối xử rất tử tế. Chúng ta không làm khẩu hiệu chữ đỏ, quay phim, chụp ảnh, mà cứu dân nước bạn như cứu dân nước mình. Ông nói tiếp, tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con tới người già, cố xu thế ghét Trung Quốc. Ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại. Tôi cho rằng cái đó là nguy hiểm cho dân tộc. Chúng ta bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất nước nhưng vẫn phải bảo vệ hòa bình, ổn định chính trị, thành quả cách mạng và giữ quan hệ hữu nghị với Trung Quốc, tăng cường phát triển toàn diện kinh tế, xã hội, đất nước. Chúng ta tăng cường an ninh quốc phòng là để tự vệ. Khi nào buộc phải tự vệ thì chúng ta mới tự vệ. Ông đã nói như thế. Và cuộc đời ông Phùng Quốc Thanh đã kết thúc. Cái mà ông để lại là ông tướng muốn Việt Nam nhu nhược trước Trung Quốc. Đây có thể nói là một vết nhơ cho dân tộc và cho Bộ Quốc phòng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay Chủ nhật ngày 12 tháng 9 năm 2021 với bản tin Chuyện đấu đá quyền lực và cái chết của ông Phùng Quốc Thanh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .d